hôm nay là ngày Fête de Mai ở bên Pháp đó. Cả nhà của Dân sẽ đi ăn nhà hàng nha mọi người. Bây giờ cả nhà của mình đã chuẩn bị đi ăn nhà hàng đây nè. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Ăn chơi vậy. Thôi thôi mình đi nha, tại vì đang ở cái cu loa đó, sợ mấy đứa nó la bộ. Bây giờ mình đi xuống lấy xe rồi chuẩn bị đi ra ngoài nhà hàng nha mọi người ơi. Rồi. Machina mở cửa cho mẹ. Mở cửa cho mẹ con. Rồi trời ơi mẹ xin con gái nha. Đừng có chạy nha, mặt đầm mình đừng chạy. Đứng đây nè, đi 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 đường gara nè. Mình đi đường gara nè con. Con đừng chạy té đó. Hello. Coi mấy anh kìa đẹp trai chưa. Hôm nay đi ăn Fête de Mai với mẹ nè. Rồi ba cậu đứng vô đây chụp tấm hình đi. Rồi đi Fête de Mai bên Pháp rồi. Cả nhà mình đi ăn buffet mọi người ơi, ăn đơn giản thôi à. Tại vì ngày mai mấy đứa nhỏ nó đi học lại rồi đó, nên thành ra hôm nay tụi Dân đi ăn nhanh thôi à, cho có ngày lễ gì đó rồi xong rồi về để ngày sớm để cho ngày mai tụi nó đi học nữa. Rồi, cả nhà của Dân đã tới nhà hàng rồi đây mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lên. Cái nhà hàng này là hồi trước Dân có làm ở đây một thời gian á mọi người. Dân làm như cũng 3-4 tháng vậy đó. Là nhà hàng của người Chino đó. Vậy con là xúc bây giờ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi bộ vô nhà hàng mọi người à. Mình đi vô đó, đây là nhà hàng buffet. Rồi mình sẽ lựa món, Dân sẽ quay sơ cái nhà hàng này cho mọi người xem. Đây là cái nhà hàng của người Chinoa mà hình như Dân chưa có làm vlog gì cái nhà hàng này mọi người ơi. Đây, let's work này mọi người. Rồi đây là cái nhà hàng let's work đó. Hồi trước Dân làm ở đây nè mọi người. Nhà hàng buffet cũng bán đồ cũng được lắm nha. Bán đồ ăn cũng ngon lắm nha. Hôm bây giờ là sau 2 tháng cách ly thì họ mở lại rồi. Mấy cái nhà hàng buffet khác chưa mở, có mình chỗ này mở mà. Còn nhà hàng buffet của người Việt mình thì ở đây thì đóng cửa hết rồi mọi người. Rồi, đây mọi người ơi, cái nhà hàng mà buffet mà Dân đi ăn ngao ngày Fête de Mai hôm nay đây. Rồi, đi vô đây á, là lúc mà mình đi vô là mình phải đeo khẩu trang nha. Chứ không thôi là người ta không cho vô đâu, bắt buộc á. It's not too good how I love us. Rồi, con nhỏ chủ của ở đây á là quen với Dân, thành ra nó tặng cốc tay miễn phí nè mọi người. Nó cho cái cốc tay. Cái cốc tay nó miễn phí á con. Tao cho đó. Coi chừng đổ nha. Ba băng coi chừng đổ nó dời qua. Coi chừng đổ nha con. Con uống hả? Con uống hả? Con uống mà con phải nãy con phải nói mẹ si tata đó, con nói nha. Chút nữa con gặp tata con phải nói mẹ si tata, ok. Cái đó là cái sức. Cái sức cái mình người ta chấm vô siro đó, hiểu không? Ta để siro vô cái xong cái chế siro vậy nè, cái chấm vô một cái xong rồi cái chấm qua sức. Tại vì nó làm mélange beaucoup. Cocktail đó. Gì mà ngó dữ vậy? Có cocktail nè, có cocktail tata cho, chút nữa con gặp tata con phải nói merci tata nha. Nè tata ba thong ở đây nè. Ba thong ở đây nè. Ba thong. Ngon hả? Nè đấy gì đó. Cocktail nó chắc cái nước khóm với lại siro gì đó, siro dâu hay gì đó. À bún bún. Sức với lại siro. Dữ dằn chưa, dữ dằn lắm. Thôi được rồi, ăn đi chứ, uống hết rồi no. No là không có ăn được giờ đó. Ghê không? Rồi ăn đâu, ăn giỏi cho mẹ coi coi. Rồi bây giờ là đi lựa đồ ăn là phải đeo mặt nạ giống như vậy nè mọi người. Tại vì mình không có được rửa mặt nạ, lúc mà rời khỏi bàn chừng nào ăn thì mình mới được rửa mặt nạ đó. Giống như là đi sẹt đồ ăn là phải đeo mặt nạ vô. Rồi lại ngồi đây bàn ăn thì mới được tháo mặt nạ ra. Sao vậy mình chứ?
con nói cái kẹp cái cơ nè. Mà tôi cái cơ để làm cái gì? Chúng ta chủ có phải là phương tiện của bác kia về bác kia xin đi nè. Là xe đi con đẹp. Chúng ta xin lắm. Bác xin lắm cha nha. Nhưng mà thôi con ăn đi. Cái cơ nè, dơ đâu dơ cái cơ này cho mọi người xem. Cái kẹo đó mọi người, cái kẹo hình như cái trái tim á. Nó lấy để cho cái ngày hết đời me của con. Thế thấy cưng không? Còn anh hai lấy làm gì? Lấy cái cơ làm gì? Để cho ăn không? Cho ăn thôi hả? Chứ không cho mẹ hả? Trời ơi. Ủa gì? Ăn xong rồi nè, bây giờ ba đang tính tiền. Mình đi ra ngoài đây đứng đợi. Tại vì không có bu đông được. Mỗi cậu được phát một cây kẹo. C'est les bonbons que la fête des mères. Xích vô đây Machida, cái đường nó xe chạy, xích vô đây con. C'est pas au long ou quoi? Je sais. À là dans la toile. Rồi, hôm nay cả nhà dân đi ăn fête de mer vậy thôi mọi người. Đơn giản vậy thôi, rồi bây giờ là đi về để chuẩn bị đồ, mai còn đi học nữa. Machida làm lại coi Shifumi với lại anh hai đi. Shifumi với anh hai đi. Shifumi với Machida. Rồi thôi đi lên con, đi lên. Cả nhà mình đi ăn fête de mer không? Ấy, đi ăn fête de mer xong rồi bây giờ đi về đây. Bye bye mọi người đi con. Bye bye. Rồi đi. Bye bye mọi người nha. Rồi bây giờ cả nhà của dân đã ăn xong rồi mọi người ơi. Bây giờ mình đã đi về rồi. Bây giờ tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nha.